Hey Siri, when did President Ho Chi Minh pass away? Ho Chi Minh died September 2nd, 1969 at age 79 in Hanoi. Wow, đó, chị bảo là Bác Hồ mất ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969 và tuổi 79. Xin không. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để các bạn vừa có thể luyện nói tiếng Anh, lại vừa giúp cho cuộc sống của chúng ta đơn giản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nói là một cách thì nó hơi ghê, nhưng thật ra là mình muốn các bạn sử dụng cái Siri hoặc là trợ lý ảo trên điện thoại ngay từ ngày hôm nay. Ở trong clip này, vì mình đang dùng iPhone thì mình sẽ gọi là Siri nhá. Nhưng mà các bạn dùng Samsung hoặc là những máy điện thoại khác thì các bạn cũng có những trợ lý ảo, hình như ở trên Samsung là Bixby hay là Google gì đấy. Và mọi thứ các bạn cũng có thể làm giống hệt nhá, nhưng mà từ bây mình gọi Siri cho dễ nhá. Ngày xưa thì mình được xui dùng Siri để tập tiếng Anh, thì mình cũng có dùng và cũng hay, cũng có thể yêu cầu Siri bằng tiếng Anh làm một cái gì đấy trên điện thoại cho mình. Nhưng sau đấy mình phát hiện ra là nó không chỉ là về tiếng Anh mà nó còn cực kỳ hữu dụng cho cuộc sống của mình. Nó giúp mình dùng điện thoại và điều khiển điện thoại một cách đơn giản, nhẹ nhàng và rất hiệu quả. Và đặc biệt hơn, các bạn không cần giỏi tiếng Anh để làm những điều đấy đâu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và những câu cực kỳ đơn giản các bạn có thể áp dụng ngay lập tức sau video này nhé. Đầu tiên thì để sử dụng trợ lý ảo ở trên điện thoại thì thường là chúng ta nhấn nút nguồn như thế này, đúng không các bạn? Không biết các bạn có nhìn thấy điện thoại mình không, nhấn nút nguồn này. Đấy, lên rồi này. Nhưng mà nếu mà các bạn làm theo cách như vậy thì nó còn gì là thuận tiện nữa, lúc nào bạn phải sờ vào điện thoại khi bạn muốn dùng à. Cái trợ lý ảo nó hay ở chỗ là các bạn không cần sờ vào điện thoại mà vẫn làm được một vài tác vụ. Rồi, đầu tiên thì các bạn sẽ phải vào cài đặt và bật chế độ là Hey Siri. Đấy, mình nói cái chị Siri lên rồi. Hoặc là mình thấy các bạn dùng Samsung á, các bạn hay có là Hello Google hay là Hey Bixby gì đấy. Mình không chắc là mình đọc tên đúng đâu nhá. Thì đấy, tức là bạn làm sao bạn có thể bật chế độ lên bằng giọng nói của mình. Rất dễ, bạn có thể tìm trên mạng, mình sẽ không hướng dẫn nhá. Hôm nay mình muốn tập trung là chúng ta sẽ làm gì với nó. Và đây là những điều bạn có thể làm, mình sẽ biểu diễn ngay cho các bạn nhá. Các bạn cứ tưởng tượng như hiện tại là mình đang không cầm cái điện thoại này trên tay nhá. Đang để ở một nơi hơi xa một tí nhá. Thì mình sẽ gọi trợ lý ảo của mình lên này. Hey Siri. Hứ. Đấy, các bạn thấy không? Là chị hiện lên rồi đấy. Đấy, và sau khi chị Siri này hiện lên thì bạn có thể yêu cầu chị làm một số việc như sau và các bạn tí áp dụng luôn nhá. Đầu tiên là xem giờ, thì xem giờ thì các bạn cũng phải biết một chút chút tiếng Anh để khi mà chị nói thì mình hiểu nhá. Hoặc là các bạn cũng có thể luyện tập nói giờ giấc tiếng Anh với chị Siri luôn, đúng không? Thì ví dụ như là tay mình đang bẩn hoặc là mình đang không cầm điện thoại hoặc điện thoại đang xa chứ mình không muốn với để xem đồng hồ. Với lại mình cũng đang học tiếng Anh, mình muốn thử mà, thì các bạn xem là mình có thể hỏi chị Siri là mấy giờ rồi bây giờ một cách rất đơn giản nhé. Nhớ là vẫn tưởng tượng là mình đang không cầm điện thoại này nhé, nó đang ở xa nhé. Hey Siri. Uh-huh. What time is it? It's 16:19. 16:19 là 16:19 đúng không? Là 4:19 phút. Đấy, cái này rất hay và mình rất hay dùng khi là mình tay mình đang bẩn này, hoặc là đặc biệt là khi mà mình mới ngủ dậy buổi sáng, mình không tìm thấy điện thoại của mình ở đâu và mình muốn biết lúc là mấy giờ rồi đúng không? Để mình thử lại lần nữa nhá. Hey Siri. Uh-huh. What time is it? It's 16:21. 16:21, 4:21 chiều đúng không? Mình nhớ là ngày xưa khi mình mới bắt đầu học về giờ trong tiếng Anh, mình dùng cái này suốt. Vừa là có người luyện tập với mình, vừa nó rất là tiện. Tranh thủ một tí nói về phát âm thì bạn nào phát âm linh tinh thì chị Siri thì vẫn hiểu. Nhưng mà cái từ giờ á, thấy rất nhiều YouTuber nói đến rồi là cách phát âm của nó. Thì các bạn nhớ này, nó chỉ có phát âm là time xong một cái này. Time, time, chứ không phải time nhé, nó là time, time. Đấy, what time is it? Đó. Rồi thêm một cái nữa thì nó cũng hơi khó một tí nhưng mà nó cũng tốt cho các bạn học tiếng Anh. Đó chính là xem ngày, giờ rồi phải có ngày đúng không? Để mình thử nhá. Hey Siri. Uh-huh. What's the date today? It's Friday, August 13th, 2021. Là ngày thứ 6, 13 tháng 8 năm 2021 đúng không? Đấy, các bạn có thể luyện tập ở nhà, có nhiều thời gian thì các bạn có thời gian để nghiên cứu hơn nhé. Đây, mấy cái này dễ và xịn nè. Đó chính là mình khi mà mình muốn chụp ảnh một cái gì đúng không? Thì bình thường mình phải tút điện thoại từ trong túi quần ra mà bắt đầu mình mình gạt lên để còn chụp ảnh đúng không? Thì bây giờ trong cái quá trình mình tút điện thoại lên á, là mình đã bật máy ảnh sẵn rồi, bằng việc là mình nhờ chị Siri làm thử nhá. Hey Siri. Hmm? Open the camera. Đó, các bạn thấy không? Đã lên cái camera rồi.
Thật ra thì nó cũng không có công thức hay là câu nói cố định nào đâu. Thì các bạn có thể nói là I want to take a selfie, hoặc bạn nói là take a selfie, chị cũng mở ra camera trước cho bạn đấy. Hoặc là I would love to take a selfie nếu bạn muốn lịch sự hơn. Đấy, vì vậy các bạn có thể thử và có thể phong phú tiếng Anh mình lên. Mặc dù mình đang nói chuyện với cả một trợ lý ảo thôi, nhưng mà đấy cũng là một cách để chúng ta học tiếng Anh tốt hơn mà. Hoặc là không phải chụp ảnh mà bạn muốn quay phim đúng không, thì bình thường vào camera mình lại còn phải quẹt sang này là sang chế độ quay phim, thì bạn cũng có thể làm thế luôn khi mà máy đang tắt này. Các bạn nhìn mình nhá. Hey Siri. I want to make a video. Đó, mạng hơi chậm nhưng mà đấy, các bạn thấy không, đã bật ra trình quay camera rồi. Rồi tương tự khi mà bạn đang rất vội, ví dụ muốn vào Facebook để hóng phốt gì đấy đúng không, mà bạn tút điện thoại ra và muốn Facebook nó bật lên luôn, thì trong lúc mà bạn đang đi đến hướng cái điện thoại để cầm nó lên, thì bạn có thể nhờ chị Siri mở nó trước lên. Ví dụ nhé. Hey Siri. Open Facebook. Đó, Facebook đã mở lên rồi. Thì các ứng dụng khác các bạn cũng làm giống hệt nha. Tiếp theo chị nữa này, mình có thể dùng cả trợ lý ảo để nhắn tin. Để nhắn tin thì các bạn phải cố gắng học thêm một chút. Đó chính là mình chỉ được nhắn tin bằng tiếng Anh, và cái người nhận tên cũng phải là tên tiếng Anh. Vì vậy là mình đã phải đặt tên cho vợ mình một tên tiếng Anh là Daisy. Còn bố mẹ mình thì mình sửa thành là Mom and Dad. Thì là một người học tiếng Anh thì các bạn cũng có thể làm như vậy mà. Nếu bạn có một người bạn nào mà biết tiếng Anh và bạn muốn học hoặc là giao lưu, thì bạn cũng có thể làm theo cách của mình ngay bây giờ nhá. Ví dụ mình nhắn cho vợ mình bây giờ này một tin nào đấy, ví dụ nhá. Hey Siri. I wanna send a message to Daisy. What do you wanna say? I wanna say I love you. Your message to Daisy says I want to say I love you. Ready to send it? Yes, I'm ready. Okay, it's sent. Rồi tí chắc vợ mình lại hỏi là mình muốn mua đồ công nghệ gì đây, tại vì cứ mỗi lần nói I love you là kiểu gì muốn mua cái gì. Đấy, tương tự thì các bạn cũng có thể gọi điện cho ai đấy mà không cần phải cầm vào máy, ví dụ mình muốn gọi cho bố mình nhá. Hoặc là đặc biệt là các bạn muốn gọi FaceTime. Như đây mình ví dụ là cuộc gọi bình thường đấy nha. Hey Siri. Call my dad. Calling dad. Mobile. Đó, đang gọi bố mình rồi, thôi tắt nhé. À, nếu các bạn muốn là gọi cho ai đấy mà bật luôn loa lên, các bạn có thể dùng câu này. Hey Siri. Call my dad on speaker. Calling dad. Mobile on speaker. Đó, bật sẵn lên rồi đây này, thôi mình lại tắt nhé. Đó, bật sẵn loa lên cho các bạn rồi, xin không? Thôi các bạn xem đến đây rồi chắc là các bạn thích dùng cái trợ lý ảo này rồi, thì mình thêm một vài cách cho bạn tham khảo nha. Ví dụ như là mình hay search cái gì đấy. Thỉnh thoảng mình cũng dùng chị Siri để tìm kiếm một vài thông tin mà mình muốn tìm nhanh nhé. Ví dụ hỏi ngày Bác Hồ mất đi. Hey Siri. When did President Ho Chi Minh pass away? Ho Chi Minh died September 2nd, 1969 at age 79 in Hanoi. Wow, đó, chị bảo là Bác Hồ mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 và tuổi 79. Xin không. Có một vài cái mà chị không tìm và chị nói lên được như vậy thì chị sẽ search ở trên Google cho các bạn nhé. Và các bạn chỉ bấm vào đường link là các bạn sẽ biết thêm thông tin. Tiếp nốt cái cuối là thời tiết đi. Để mình thử hỏi chị Siri xem chị trả lời nào nhé. Hey Siri. What's the weather like today? One sec. It's currently cloudy and 33 degrees. Temperatures are heading down from 33 degrees to 29 tonight. Đấy, chị bảo là trời đang dâm và đang 33 độ, thì đêm nay nó sẽ rơi vào tầm 33 độ xuống 29 độ. Rất tuyệt vời. Ok, cho mình cầm mic này không cài vào nữa nhá. Chúng ta hết video rồi. Các bạn hãy thử lôi điện thoại của mình ra và thực hành ngay sau video này đi nhá. Mình không chỉ thấy cái việc này giúp cho mình luyện tiếng Anh hữu dụng và làm cho cuộc sống của mình tiện ích hơn, mà mình cũng thấy là nó là một cách để mang lại động lực cho mình. Hiện tại chúng ta đang sống ở Việt Nam, không phải sống ở Mỹ hay là Anh, để chúng ta có thể thực hành tiếng Anh hàng ngày. Và đây chính là một cách rất hay. Và chị Siri nói thì bạn yên tâm là không bao giờ sai tiếng Anh đâu. Rồi, học tiếng Anh thì nó không quá khó đâu, nhưng mà việc các bạn cần làm ngay lập tức đó chính là phải bắt đầu. Và bây giờ các bạn hãy thử bắt đầu với việc dùng Siri hoặc là trợ lý ảo trên điện thoại nhé. Các bạn vui vẻ và có nhiều thành công, giúp mình bấm đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau trong những video tiếp theo nhé. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye.